Để dùng GoStudio, đầu tiên các bạn vào tên miền gostudio.co. Sau đó các bạn đăng ký một tài khoản miễn phí và điền những thông tin theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký thành công, chúng ta chọn đăng nhập. Đây là giao diện sau khi bạn đăng nhập GoStudio. Trước tiên các bạn hãy xem thử coi là thông tin cá nhân của bạn đã điền chính xác hay chưa. Một điểm lưu ý nữa là trước khi mà thiết kế và phát livestream, các bạn hãy liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn muốn phát. Ở đây có thể là Facebook, YouTube hoặc là Twitter. Sau khi đăng nhập và liên kết tài khoản thành công, các bạn bấm vào nút tạo livestream. Tại đây các bạn có thể chọn dự án mới hoặc là chọn dự án đã có. Bây giờ chúng ta cùng thiết kế thôi nào.